Khi đám cưới của hai anh chị đó thì em cũng có về rồi. Hai anh chị đó sẽ mở một cái studio. Thì khi khai trương cái studio đó thì em có về chơi. Thì lúc đó là bà xã em lại có qua thêm một lần nữa. Thật sự ra lúc đó thì cũng chỉ là nói chuyện gọi là xã giao thôi. Thì kêu là cuối tuần là bà xã em có khai trương cái quán đó, mời em về chơi. Nhưng mà em cũng nhận lời vậy thôi. Nhưng mà thật ra là mình biết là việc học của mình thì mình không về được. Mãi sau này thì khi mà mở quán rồi thì vợ em lại hay đi Sài Gòn để cập nhật những cái tình hình mới này nọ, sự phát triển, để làm sao cho cái quán của mình nó phát triển lên. Thì mỗi lần lên á thì lại hẹn hò với lại hai anh chị đó đi ăn. Bắt đầu là rủ em đi ăn cùng cái là vài lần gặp. Hai anh chị đó cũng thúc luôn, tại vì bên em là có đạo, thì em cũng muốn tìm một người có đạo, nên là biết ông này có đạo á, cái mấy anh chị đó cứ thúc thúc mày thử mày tìm hiểu thôi coi được không, không được thôi. Ông này thì cũng bị bên kia thúc luôn, Thúc qua thúc đó. lại, cái rồi dạ. cái là hai đứa lúc đó là bắt đầu để ý Dạ đúng nhau, rồi, dạ. nhắn quen tin nhau, trò chuyện. Nói Bao lâu chuyện. thì mới bắt đầu là quen nhau? Em nghĩ là sau khoảng khai trương cái quán của bà xã em khoảng độ 2-3 tháng thì hai đứa em bắt đầu Nói nhắn chuyện tin với nhau. Nhắn tin thật ra là lúc đó là theo kiểu mà Nói gọi là chuyện nhắn chơi tin thôi. chơi chơi. Nhưng mà chính xác thì lúc nào là yêu nhau đậm sâu, có Khoảng đợt hơn hơn sắp xỉ 1 năm. Sắp xỉ Một một năm năm là bắt đầu đậm sâu. Dạ. Tóc em thì vẫn dài như là Dạ Dạ đúng dòng suối vậy đó. Dạ Dạ đúng đúng rồi. Rồi em về nhà bạn này thì sao? Ba mẹ bạn này có ý kiến sao về suối tóc đó của em? Tóc em thì lúc mà lần đầu tiên mà khi mà em về á thì tóc em vẫn dài. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, và xin chào quý khán giả đang xem đài chương trình Vợ Chồng Son. Mời các em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngô Đức Toàn, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang làm kinh doanh và thiết kế tự do. 30 tuổi mà 30 nhỏ xíu tuổi. vậy hả trời, nhìn trẻ lắm luôn á. Kinh doanh gì? Dạ, em có hai cái quán cà phê nhỏ. Vậy hả? Ở đây hả? Không? Dạ, ở Cần Thơ ạ. Ở Cần Thơ. Em ở Cần Thơ hả? Dạ đúng rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh chị và quý vị khán giả. Thì em tên là Tạ Bích Ngọc. Thì hiện tại em 30 tuổi. Công việc của em là kinh doanh tự do. Và hỗ trợ cho anh. Kinh doanh Vậy tự hả? do có nghĩa liên quan đến quán cà phê không? Dạ có luôn. Thì em cũng là thợ làm bánh. Em có thể pha chế, làm bánh, nấu ăn đầy đủ. Nói nghe nè, thấy cái bụng lúp lúp đó. Dạ. Em Có đang tin vui không? Có em bé 6 tháng vậy. Chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi, hai vợ chồng em là quen nhau từ khi nào? Và lần đầu tiên gặp nhau, ai ấn tượng ai trước? Khi hai vợ chồng quen nhau thì cũng là tình cờ thôi. Thật ra để mà gọi là ai ấn tượng ai thì không ai ấn tượng ai cả. Thời điểm đó là em đang học năm thứ 2 ở Sài Gòn. Thì bà xã em lúc đó đang ở Cần Thơ. Vô tình là anh gọi là thầy, kêu là thầy nhưng mà thật ra cứ kêu là anh em không à. Thì thầy của em thì mới rủ em về dưới Cần Thơ để mà chụp hình cưới cho hai anh chị. Thì lúc đó bà xã em thì lại làm là dâu phụ. Thành thử ra là khi mà coi lại cái hình cưới của hai anh chị á, anh chị lại kêu là mà sao mày chụp hình hai đứa tao mà sao mày không chụp mà mày toàn là Phong cách chụp em hình không à? Chụp cô này không à? Cái đó vô tình hay là em bữa đó là em chụp mà em thấy bạn này rồi em bị sao nhãng? Dạ không, tại vì thật sự là khi mà chụp hình cho hai anh chị á thì chỉ có bản thân một mình em chụp hình thôi. Cho nên em phải chụp liên tục rất là nhanh thì mới có nhiều hình ảnh và bắt được nhiều khoảnh khắc. Cho nên là em phải để autofocus là lấy được hình mà như sao thế cứ nào là dính cái cô này không luôn mà ngộ lắm nghe em không à, chụp dính em không à, thật sự là không có hề để ý luôn. Dạ đúng rồi, vô tình thôi phải không em? Dạ đúng rồi. Và lúc là đó thì mình tính không bằng trời tính, ông trời ông tính sắp xếp hết trơn. Em thì đó em ghét ổng lắm. Trước đó là tối ngày hôm đó sẽ qua nhà cô dâu ngủ để sáng đi đưa dâu, thì lúc đó em có gọi điện thoại cho cái chị đó xuống mở cửa giùm em. Thì lúc mà mở cửa lên á thì em thấy ở trần mà sao mà để tóc dài, tại đó tóc chồng em dài ở đây nè, dữ vậy đó hả? Lúc đó em mở lên là em ủa chị ơi. Em nhìn kêu thấy dài đúng chị. dạ em tưởng chị, xong hỏi cái em mới sửa lại là ủa anh ơi chị đâu rồi vậy đó, thì anh mới dắt lên. Thì lúc đó em ấn tượng lúc đó đó à, là nhưng mà có chút xíu đó là không tốt thích lắm. Không hay là không thích? Không thích Không thích à. đúng không? Dạ tại vì cái mặt nhăn nhó khó chịu lắm. Dạ. Nghĩa là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là không hề có ấn tượng tốt về nhau. Dạ đúng rồi. Vậy thì làm sao mà hai bạn lại quen biết nhau? Sau khi đám cưới của hai anh chị đó thì em cũng có về rồi. Hai anh chị đó sẽ mở một cái studio. Thì khi khai trương cái studio đó thì em có về chơi. Thì lúc đó là
bà xã em lại có qua thêm một lần nữa. Thật sự ra lúc đó thì cũng chỉ là nói chuyện gọi là xã giao thôi. Thì kêu là cuối tuần là bà xã em có khai trương cái quán đó, mời em về chơi, nhưng mà em cũng nhận lời vậy thôi. Nhưng mà thật ra là mình biết là việc học của mình thì mình không về được. Mãi sau này thì khi mà mở quán rồi thì vợ em lại hay đi Sài Gòn để cập nhật những cái tình hình mới này nọ, sự phát triển, để làm sao về làm sao cho cái quán của mình nó phát triển lên. Thì mỗi lần lên á thì lại hẹn hò với lại hai anh chị đó đi ăn, bắt đầu là rủ em đi ăn cùng cái là vài lần gặp. Hai anh chị đó cũng thúc luôn, tại vì bên em là có đạo, thì em cũng muốn tìm một người có đạo, nên là biết ông này có đạo á, cái mấy anh chị đó cứ thúc, mày thử mày tìm hiểu thôi coi được không được thôi. Ông này thì cũng bị bên kia thúc luôn. Thúc qua thúc lại, dạ. Rồi cái là hai đứa lúc đó là bắt đầu để ý dạ, nhau, dạ. Quen tin, nhau, trò chuyện. Nói bao chuyện. Lâu thì mới bắt đầu là quen nhau? Em nghĩ là sau khoảng khai trương cái quán của bà xã em khoảng độ 2-3 tháng thì hai đứa em bắt đầu nhắn tin với nhau. Nhắn tin thật ra là lúc đó là theo kiểu mà gọi là nhắn tin thôi. chơi. Nhưng mà chính xác thì lúc nào là yêu nhau đậm sâu? Khoảng đợt. hơn sắp xỉ một năm. Sắp xỉ một năm là bắt đầu đậm sâu. Dạ. Tóc em thì vẫn dài như là dạ. Dạ, đúng dòng rồi. Suối vậy đó. Dạ, đúng rồi. Rồi em về nhà bạn này thì sao? Ba mẹ bạn này có ý kiến sao về suối tóc đó của em? Tóc em thì lúc mà lần đầu tiên mà khi mà em về á thì tóc em vẫn dài. Nhà em và em vẫn nhớ cái ấn tượng nhất là khi mà đi vô gọi là gặp mẹ vợ, thì mẹ vợ lúc đó đang đứng trong bếp, thì mình vô mình chào, kêu con chào cô. Okay. Mẹ vợ em thì rất là hiền. Thì mẹ cũng chào lại, rồi lúc mà khi mà em đi ra thì em vô tình em nghe câu là chú ơi chú, giống như là theo kiểu mà bất ngờ. Trời ơi, không thấy là em lúc đó em để xà tóc dài, thì tóc em được cái là khi mà nó càng dài thì nó sẽ càng xoăn càng lọn theo cách tự nhiên. Nghĩa là bà bất ngờ đúng không? Dạ đúng rồi. Bà có bắt em cắt tóc không hay là chấp nhận cái mái tóc dài đó? Đối với mẹ em á thì mẹ em sao sẽ dễ hơn. Nói chung là bố mẹ em thì không có bắt cắt tóc, nhưng mà bạn bè của bố thì cũng có nói là coi sao con cắt tóc cho gọn gàng cái gì vậy? Bố con ok liền. Đại khái là không có thích để tóc dài lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng không ép. Dạ đúng rồi. Không bắt. Rồi bao lâu thì các bạn mới là cưới nhau? Hai đứa em quen nhau thì khoảng bắt đầu cái thời điểm mà em tốt nghiệp năm 2013, thì sau đó khoảng độ nửa năm sau á thì em bắt đầu là cầu hôn và cưới. Thì cái khoảng thời gian em quen là khoảng độ hơn 2 năm. Có khi nào mà gia đình em á hoặc là gia đình của em á, hai bên gia đình hối các bạn là cưới nhau? Dạ hối thì có, tại vì lúc đó hai đứa em á là muốn mình tự lập, nên là lúc làm đám cưới đó là sẽ muốn làm một cái đám cưới theo ý của mình, hoành tráng theo ý của mình á. Thì tụi em có lên kế hoạch đi một cái chương trình working holiday. Thì cái chương trình đó ví dụ như mình đi một năm, thì khi về mình sẽ có một mớ vốn, thì mình sẽ làm cái tiệc cưới hoành tráng theo ý của mình luôn, với lại cũng đỡ tốn tiền cha mẹ hơn. Lúc đó khi mà tụi em nói với cha mẹ thì là bên chủ yếu là bên bố mẹ em với bên nội em á thì lại không vừa ý, là tại vì em con gái mà hồi đó tới giờ thì em không có được có bạn trai. Thì ông này là ông đầu tiên mà em dắt về nhà thì khó lắm, nên là muốn là cưới đi rồi muốn đi đâu đó rồi đi. Dạ đại sợ có chuyện này chuyện kia vậy chị. Hai bên gia đình là hối cưới. Dạ thì cũng nói ra nói vô thôi cưới luôn cưới đi rồi đi, đâu đi. Rồi cuối cùng cưới xong nghỉ đi luôn. Lý do gì mà cưới xong rồi lại không thực hiện cái chuyến đi đó? Tại vì là khi mà cưới xong á thì trước khi xác định cưới thì là hai đứa đi học tiếng Anh, để mà tại vì cái đó nó phải thi nữa, nó phải có trình độ. Thì sau cái khi mình cưới á thì sát cái ngày nộp cái CV rồi thì mình cái trình độ tiếng Anh bọn em là chưa có ôn luyện tiếng Anh đủ kịp để mà đi thi cái IELTS, cho nên là bị bỏ lỡ cái thì năm là cưới đó. Cũng gấp quá. Tính là năm sau đi tiếp thì vô tình lại là có em bé đầu tiên. Ủa như vậy là cái tình yêu của các em là giữ cho đến cái ngày cưới thì hai đứa mới có lần đầu đúng không? Dạ. Có sống thử không? Hai đứa sống thử trước không? Dạ không. Không là giữ đúng không? Dạ sau 2 tháng thì cũng vậy. Là sao vậy? Em như là em bị tâm lý á, mỗi lần mà tới cái khúc cao trào là em sợ cái ông này. Ông này bắt đầu ông cũng sợ. Tại vì là một phần là thứ nhất là thời điểm mà khi mình cưới xong thì chắc chắn là người đàn ông nào cũng suy nghĩ tới vấn đề là làm sao kinh tế nó ổn định hơn rồi mới sẵn sàng cho tới việc có con. Thì cái việc có con thật ra là hai đứa em cũng chưa có tính, nhưng mà con tới thì mình đón nhận.
Nhưng mà thật ra là để kinh tế nó ổn định thì mình mới có thì vô tình. Mà nói không ai tin. Bởi vì chị mới nói là mình sợ của nào trời trao của nấy. Coi như cưới xong ha, 2-3 tháng sau đụng vô cái có liền. Đụng vô có liền, nghỉ đi luôn. Dạ đúng rồi. Cái vấn đề mà đi á thì hai đứa em vẫn có ý định cho tới thời điểm là những năm sau vẫn có ý định đi. Nhưng mà đường cái là cứ mỗi lần lên có ý định là lên có kế hoạch đi là có tết là có em bé có cái... Thôi không được rồi. Như vậy phải đợi đứa thứ ba rồi đi luôn. Không, trời không cho đi rồi. Hai đứa em là cưới nhau được mấy năm rồi? Tính tới thời điểm này là 5 năm. 5 năm. Rồi lúc bây giờ là có tật xấu, tật gì rồi lòi ra không? Cho anh kể trước đó. Xem chương trình là biết. Nãy là em tính ghi vô tai, tại nhiều quá. Mà cái phần này là em thích cái tôi. Dạ đúng. Dạ tất nhiên là khi yêu sẽ khác và khi mình cưới về... Khi cưới về nó sẽ khác đúng không? Đúng. Thật ra đối với vợ em thì tật xấu thì không hẳn là tật xấu, mà gọi là cái tính thôi. Thứ nhất là suy nghĩ nhanh và làm nhanh, không suy nghĩ chậm lại. Có nghĩa là suy nghĩ là làm liền, sống nhanh đó, không dạ, sống đúng chậm rồi. Đó không, không không sống chậm lại. Cái thứ hai là hơi cằn nhằn. Ví dụ như em làm cái gì mà không thích đi, không vừa ý vợ em thì vợ em hay nói ừ anh phải thế này, anh phải thế kia. Cho nên là đôi khi em sẽ bị cái cảm mình bị cái cảm giác là những cái mình thích thì không được làm, còn những cái mà vợ mình thích thì bắt mình làm. Em nói là ví dụ như là em hay gọi là một tí xíu về vấn đề mà game đi, vợ em cứ thấy em cầm cái máy lên mà chỉ cần mở cái game lên là bắt đầu lại bài ca công ca. Tại vì cổ không thích cái việc mà em chơi game. Dạ đúng rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Hay quên. Dạ đúng rồi, hay quên. Có bao giờ quên chuyện gì mà nó dễ sợ không? Quên theo kiểu mà quên trong vấn đề là công việc thôi. Ví dụ như là công việc mình mới nói đó. Thôi đảng trí chút xíu đúng không? Dạ đúng rồi. Đối với lại đồ đạc, ví dụ như là có thể là để đồ đó nhưng mà thật sự không nhớ là mình để ở đó. Em cầm điện thoại, em đi kiếm điện thoại. Rồi giờ tới em đó. Em nãy em tính ghi lại tại em hay quên nè, không nhớ. Tại cái tính em á là cái gì làm gì cũng phải tốt cho sức khỏe á. Ảnh thì ảnh đi làm về trễ, ảnh thường xuyên tắm khuya. Em thì em coi mấy cái bài mà người ta hay bị đột quỵ do tắm khuya á, nên mình cũng sợ thì mình chỉ lo sức khỏe thôi. Mỗi lần mà em nhắc ổng á thì lúc đó ổng ngồi ổng cầm cái iPad ổng chơi. Nói bây giờ anh vô tắm đi, xong cái anh lên giường, anh muốn chơi gì đó là chơi. Thì mỗi lần vậy đó thay vì á ổng sẽ nghe lời chút xíu đi, không ổng cứ vậy đó, bởi vậy em mới nói hoài. Rồi còn gì nữa nè? Với ngồi toilet hơi bị lâu, sáng là 40 phút, tối 40 phút. Ngồi chắc chơi game trọng. Dạ đúng. Trời, rồi biết luôn á. Tại vì dạ, ra ngoài á là bị dính mấy đứa con. Bị cằn nhằn rồi dính mấy đứa con nữa. Ừ. Tại vì mình cũng hiểu cái tâm trạng. Rồi có khó tính không? Dạ khó tính lắm chị. Hồi đầu như em bị dụ á, về mày đặt là trong nhà ha, là dọn dẹp sạch sẽ là một tay không làm, là phụ mẹ em á. Em thì không có kỹ tính bằng ổng, rửa chén cũng rửa tiếp em nữa ha. Còn bây giờ từ từ cái mức độ giảm dần đó, bây giờ là hết luôn. Bây giờ ổng bày hàng hơn em nữa. Vậy à, khó tính dạ. Nhưng mà hồi trước rất là khó tính, bây giờ thì tính em á được với ổng á trang hòa với nhau á. Nhưng mà cái đó là với em. Dạ. Ví dụ như với nhân viên thì sao? Với nhân viên thì hồi trước thì ổng rất là khó tính. Nhưng mà sau này khi mà em cũng góp ý lên nên nhu một xíu thì từ từ cái ảnh cũng cân đối lại. Có được. Có nào khó tính mà đuổi nhân viên? Dạ. Dạ không. Em không đuổi nhân viên. Nhân viên vì nghỉ vì em khó tính chứ em không đuổi. Em sao em giao hết cho ổng, cái ổng khó quá cho mấy đứa xin nghỉ hết. Nhưng mà bây giờ thì sao? Giờ là hết bớt rồi đúng dạ, không? Dạ hết rồi. Thôi chúc mừng nha. Và bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em thì không mong muốn vợ thay đổi cái gì, chỉ là vấn đề là ít cằn nhằn em hơn, rồi vấn đề là những cái em thích á thì vợ sẽ hiểu hơn và đừng có cấm đoán em theo những cái kiểu. Rồi còn em mong muốn xã thay đổi điều gì? Em muốn tốt cho sức khỏe thôi, nên là có những cái mà thứ nhất là không tắm đêm. Dạ, đúng không? Không tắm đêm, với lại sắp xếp công việc lại một xíu để dành thời gian cho gia đình. Nhiều khi ảnh mê công việc quá, tới giờ ăn cơm á nhiều khi ảnh sẽ ưu tiên công việc hơn. Em thì em gần nhiêu đó thôi. Là năm nay hai đứa 30 tuổi ha. Dạ. Trời 30 tuổi ba đứa. Trời ơi, có nghĩa là tuổi đời còn rất là trẻ luôn á mà đã có một cái sự nghiệp ha, có một cái gia đình ngon lành ha. Quá đã luôn. Ba đứa đó. Con là vốn liếng quá nhiều luôn, tại vì rất nhiều những cặp vợ chồng á mà họ lớn rồi, dạ, họ tám năm rồi, họ giàu có nhưng mà họ vẫn không có con, dạ. Rất là thèm khát cái đứa con. Dạ. Mà tụi em ở đây là coi như là có đầy đủ hết, thì chị nghĩ là tụi em phải
chiều theo những cái mà mong muốn của đối phương. Ví dụ á, cái vụ mà tắm khuya đó là thực sự là rất nguy hiểm đó, cho nên cố gắng đi giữ gìn cho nhau. Tại còn việc trách nhiệm của tụi em bây giờ lớn lắm, ba đứa nhỏ là nuôi nó không nghe. Lớn hiểu không? Dạ. Rồi nha. Xin cảm ơn đôi vợ chồng trẻ nha. Ừ, trẻ mà trẻ tài năng. Cảm ơn các em đã đến đây tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Từ Cần Thơ lên đây luôn, dạ. Cảm ơn nhiều lắm luôn á. Dạ. Chúc hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, làm đạt phát tài nha. Dạ, và mọi sự cảm may mắn. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh chị. Mẹ tròn con vuông. Dạ. Cảm ơn anh chị.